Trong cả này. Mưa hết hóa đơn điện tử ngành thuế, tối sáu bại lườn khai của cái doanh nghiệp dú huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Cạn, đã đẩy hết máu hủ đây và tổng căn. Mưa dùng hóa đơn điện tử, đã đẩy cầu rít chết phấn tác kế hoạch. Cả này tan nhẳng trí hợp tác xạ sang dùng ứng dụng hóa đơn điện tử. Chi cục thuế huyện Nari cũng đã phối hợp với các nhà cung cấp. Chi Khi cục 2, thuế huyện Nari cấp 67 nhà cung cấp son cả 49, mưa 100. dịch vụ hóa đơn điện tử. Thăng đẩy đã đẩy tỉnh nó cầu rích chất phấn bác. Nhằng lòi cũng đơn vị chập khó khăn liên quan thân cơ được, sở hạ tầng. Thăng đẩy việc hử bại đơn vị dùng hóa đơn điện tử rú tỉnh Bắc Cạn đang đẩy hết nẻm kế hoạch tạt óc. Bèn tọ, re đẩy đăng ký phát hành hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp lèo đẩy công nhận Lè tổ chức kinh tế, mì đo điều kiện và đang hết giao dịch điện tử, trang kê khai thuế, 6 cơ quan thuế. Dùng giao dịch điện tử, 6 ngân hàng, mì đo cần, ra hết. Xoay tỉ mịt khả năng ngám 6 yêu cầu, Re khởi tạo, lập, và dùng hóa đơn điện tử nèm quy định. Doanh nghiệp mì tí hết việc và hạ tầng kỹ thuật, khai hết quy trình sao lưu, khôi phục, chướng củ dữ liệu. Khai phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp leo hết nèm tham bước bẹn nảy. Mì quyết định dùng hóa đơn điện tử. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phát khử cơ quan quản lý và trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế nèm cơ chế tham bạn, và hết ký số khảo hóa đơn mẫu, phá hử cơ quan quản lý thuế. Nhọc bệnh tối 6 doanh nghiệp hợp tác xạ lè đẩy hết đây. Nhàng bại hợp tác xạ Anh và bại cửa hàng khai lé sẽ chăn khỏ ra hết. Với địa bàn cũng khó khăn cái điều kiện mi lòi tổ chức cá nhân ngầm ngại nghiệp, trang việc thu bàn, phí cũng bên cạ xuất hóa đơn nâng như, như uh, xiên là... tọ leo pía à, chèn đánh, phí kỷ bác, bác mân bên tì pin nắm sẵn ái dùng số... hóa đơn điện tử dùng nội ái thân cơ quan chức, thuế dự hóa đơn lé mà dùng cái phí nghị định sổ ép Park nhỉ rít ram quy định mưa hóa đơn chứng từ chính thức đẩy hết nèm tứ vằn so ép bươn chết pi rong xiên nhỉ nhì nèm tí hóa đơn chỉa truyền thống tan đẩy dùng thân liệu vằn ram rít bươn hốc và tứ vằn so S, -S bươn chết pi rong xiên nhỉ nhì, -Nhì. bại đơn vị tổ chức kinh tế luồn hết kinh khai của cái lè chuyển quá dùng hóa đơn điện tử mưa hết nghị định nảy sẽ tròi cần dùng hóa đơn cần nhận hóa đơn tiết kiệm ngân chèn, trang hết thủ tục hành chính. khiến bại dương bỗng ngờ trang vừa dùng, tảng làn, mèn tốc lấn, hóa đơn mèn vài. Việc này cùng trói doanh nghiệp hết đây hơn, mưa dùng số hóa. Cơ quan nhà nước hết đây mửa cải cách thủ tục hành chính, hết đây chính quyền điện tử, chính quyền số rú tỷ phuông.